Anh đang ở Co Mạ mọi người ạ. Và ở đây có một món rất là đặc biệt và cũng là đặc sản, đó chính là món gà đen cả nhà ơi. Và hôm nay cả nhà mình sẽ thưởng thức gà đen ăn cả con nhé cả nhà nha. Món này hết ý luôn. Em sẽ ăn đùi, em sẽ đó, anh cho em cái đùi nha. Quá gậy, quá béo. Mua, em cái này nhá. Món này là phải ăn bằng tay cả nhà. Thực sự là gà này nó ngon không anh? Vào đây anh ơi, ngon lắm. Ngon không? Ngon không? Em thử miếng anh nhá. Anh ơi, mình phải xé ăn nhá. Xong rồi chấm với cái nồi chéo à. Đúng không? Cái bàn mình à. Cái điều cảnh. Đẩy ra nhá. Cái bàn này nhá. Bạn sẽ ăn cái bộ phận nào của nó? Ăn đùi hả? Lúc nào phải bẻ hắn ra như thế này. Em kiểu là đấy mệt quá. Đấy rồi. Ôi, chắc quá, chắc quá. Đấy được. Đấy được. Đấy được. Ồ, em lại không thích cánh đấy. Nó hơi sơ một tí thôi nhưng nó ngọt. Đúng anh? Được. Ôi, chẳng thấy là có thêm cho cần ít ít nước không nhỉ? Gà. À, anh em ơi, sau một hồi thì đã được em giới thiệu ăn món đặc sản này. Và cũng như mọi người ở online nhé mọi người nhé. Nếu mọi người lên đây thì mọi người nhớ thưởng thức cái món này nhé cả nhà nhé. Đó chính là gà đen. Thôi bây giờ anh em mình sẽ rô một cái đi nhỉ. Đúng rồi nào, đúng rồi nào.